Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Hôm nay lại là thứ sáu, hai mẹ con sói lại dành thời gian cho nhau để đưa nhau đi nhóm chơi. Ba sói Trích thì bị đau đầu từ sáng sớm nên là thành ra mình để cho ba sói Trích ở nhà nằm nghỉ ngơi. Còn em Trích thì đang ngồi ở ngoài này với bà ngoại. Em sói chuẩn bị xong rồi. Trích bây giờ là chỉ có ngủ thôi con nhỉ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ôi trời ơi, nap 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 nap. Yeah, we're gonna go now Rafi. Say bye bye Zoe. Rafi, say bye, Zoe. Let's go. Let's go play group, Rafi. Hết tuần sau là em sẽ đi nhóm chơi được với con. Nhanh. Let's go, Zoe. Đang rủ em đi. No, 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 Rafi, let's go. Let's go. Hurry up. Get your shoes on. Where are your shoes? Let's go. Where are your shoes? Yay. Let's go. Hết tuần sau em tiêm xong là mẹ cho em đi. Hai anh em cùng đi. Your shoe over there, honey. That your shoes, Rafi. Shoes over there. Put your shoes on. Please. Yes. Very good. Good boy. Okay, let's go. Okay. Hey, go. Get in the car. Nào đến nơi rồi, con xuống xe nào. Đưa tay đi cho mẹ. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, trèo xuống xe điệu nghệ quá. Okay, mommy close the door. You wanna close the door? You wanna close the door? Hey, go. Oh, again. A bit harder. Con phải từ từ nào. Rafi waiting for mommy. Con phải đóng cửa thật là chặt. Okay. All done. Give mommy your hand. Let's go. Yeah. Let's go see Hunter. Hey, Lee. Con muốn đi qua cái đường này không? Đường này nó hơi bị cây cối một tí. Yeah. Nhưng mà hy vọng là hai mẹ con mình vẫn đi qua được. Có đi qua được không? Ấy, không phải chỗ đấy con. Bên cạnh này cơ. Có cần mẹ nhấc lên không? Này con đi qua đi. Ok, cross, this way. This way, Rafi. Rafi, this way. Hurry up, cross. Mommy pick you up. Nào mẹ bế em lên. Ui ui. Nào mẹ con đi qua bụi rậm. Ui. Ui. Xong rồi, done. Ấy, wait for mommy. Wait for mommy, ok? Whee! Nhiều bạn quá, nhiều bạn quá. Nhiều bạn quá. This way. This way. Run, 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 Rafi, run, run. Yay! Mẹ con sói đang đợi Mocha Fusion. Lâu lắm rồi em không được uống Mocha Fusion em nhỉ. Hôm nay em uống chung với mẹ nhá. Yay! Giờ này em đã buồn ngủ rồi à? Em dậy sớm mà. Ôi dồi, anh sói cũng đói quá. Thôi anh sói ngồi ăn đi nhá. Anh sói cũng đói quá bạn. Nhồm nhòm, nhồm nhòm. Em Trích cũng đói, em Trích cũng đói. Nào, mẹ cho em Trích chú chi nhá. Mẹ cho em tu ti giúp bà. Giúp bà ngoại. Nào, mẹ cho em tu ti đã nào. Come on Rafi, bedtime. Come on bed, hurry up. Hurry, hurry up. Come on bed. Nằm cạnh mẹ nhanh khẩn trương. Tranh thủ nhanh nhanh. Tranh thủ nằm ôm mẹ ngủ chưa nhanh 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 nhanh. Nhanh 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 nhanh. Nhanh lên. Tranh thủ em Trích đang ngủ. Nào con nằm xuống. Con nằm xuống nào. Where are you going? Raphael. Don't you wanna go have a nap? Raphael. Close the door. Good boy. Em sói lại vừa vào nhà vệ sinh, đi vệ sinh đấy ạ. Come on, Rafi. Night, night. Yes. Mommy go to bed now, night. Night, night, Rafi. Chiều học con. Chiều chơi, chiều học chữ. Mắt con mí trên, mí dưới, con buồn ngủ lắm rồi kìa. No. Yes. No. Or do you want to study a little bit? Okay.
Okay. A. A. B makes the sound, B. C makes the sound, K. K. Con phải nói chứ. Con học thì con phải nói chứ, chỉ bấm không thế á. A. Yes. What else? What else? Where is the letter A? Rafi. Where is the letter A? A chỗ nào con nhỉ? Con chỉ cho mẹ xem nào. Oh, press any button to learn. N. Oh no. Oh no, Thôi mẹ đi ngủ đây. Mẹ phải chớm mắt để lấy sức đây. Bye Buffy, night night. Night night. Night night Buffy. No. Good night. No, no, no. See ya. No. See ya. Night, night. See ya. See ya later, alligator. Night. Night, night. Có cái gì mà buồn cười đấy hả con? Night, night. Rafi? Raphael, what does the doggy do? Raphael? Nine, nine. Nine, nine. Okay, nine, nine, Rafi. Bye. N. Đến giờ đi ngủ em sói buồn ngủ lắm rồi ý. Hai mẹ con sói đi nhóm chơi về ngày hôm nay thì là kết thúc nhóm chơi bình thường. Mình hay cho em mới ra cái khuôn viên mà có các cái chỗ cầu trượt xích đu để chơi với lại các bạn ý. Nhưng mà bây giờ có em Trích ở đây nên là mẹ con sói không ở lại chơi với mọi người được mà đi thẳng về luôn. Thì mình có tạt qua siêu thị để mua sushi này với chim sam này với mocha fusion về để ăn trưa. Lâu rồi em sói cũng không được uống mocha fusion ấy. Và là cũng cái giờ để về cho em Trích Tuti nữa. Bây giờ người mẹ là như cái đồng hồ báo thức ấy. Cứ khi nào mà cảm thấy kiểu ngực kiểu sữa về ấy, là cái ngực nó căng căng, nó tức tức lên là phải ý như rằng phải nhà về nhà ngay để cho em Trích Tuti. Là lúc đấy như kiểu là Trích đang tiếng gọi của sữa. đang gọi là báo động, mẹ ơi về nhà đi em đói quá. Đấy, thế nên là hai mẹ con về mang đồ ăn trưa về, ba sói Trích ra ăn được có một miếng chim sâm, rồi ba lại kêu đau đầu, ba lại về giường nằm. Mình cho em Trích Tuti xong thì đưa Trích vào nằm trên bụng ba, và Trích với ba đang nằm ở trong phòng nghỉ ngơi, em Trích thì ngủ thôi mà. Còn sau đấy thì mình lại ra ngoài ngồi ăn trưa này. Và bây giờ thì mình sẽ tranh thủ đi ngủ buổi trưa cho em sói đi ngủ luôn. Hai mẹ con cứ nằm thế này thôi, đến khi nào mà em sói ngủ thì em sói ngủ. Và mình cần phải tranh thủ có cái giấc ngủ trưa ban ngày thì người mới khỏe, mới kiểu tỉnh táo để lại tiếp tục chiến đấu với hai em bé này. Thời gian cuối của ngày là vào buổi chiều và buổi tối. Hôm nay đến nhóm chơi thì có mấy mẹ liền cứ đến nói chuyện với mình, thành ra là mình không vlog em sói chơi nhóm chơi để chia sẻ với mọi người được ý. Mọi người chạy đến nói chuyện tại vì là cái hôm thứ 6 tuần trước mà mình với lại ba sói Trích với em sói đi cái nhóm chơi đấy thì mọi người cứ kiểu cứ ngờ ngợ. Xong mọi người kiểu không nhận ra là đấy có phải là mẹ của Raphael không ấy. Vì mọi người thấy là mình kiểu mặc đồ, mặc quần skinny jean như bình thường nên mọi người không nghĩ. Vì mọi người cũng biết là ngày giữa sinh của em Trích là ngày 13 tháng 4 mà. Thì là kiểu mọi người kiểu bị hoang mang là không biết là có phải là mình vừa sinh em bé không. Nên là hôm nay đến cái thì là các mẹ chạy ra, các mẹ nói chuyện, các mẹ hỏi han luôn. Vì là hôm đấy mình có nói chuyện với cả một số mẹ ở đấy. Thì một số mẹ ở đấy có chắc là cũng nói chuyện lại là đúng đấy, đấy là mẹ của Raphael vừa sinh em bé đấy. Thế nên là hôm nay các mẹ mới chạy đến hỏi thăm. Và các mẹ bảo là không thể nào mà nghĩ được là mẹ sói vừa sinh em Trích cả. Vì là nhìn hoàn toàn bình thường, nhìn như kiểu là không có cái dấu hiệu biểu hiện nào kiểu vừa sinh em bé hay là vừa có bụng bầu ấy. Sau đấy thì là mình có ngồi nói chuyện với mọi người hỏi là thế hôm đi sinh em Trích thì như thế nào, thì mình cho mọi người xem vlog hôm đi sinh em Trích này. Các mẹ nào cũng ngồi khóc.
Thế là mình quay ra mình hỏi là thế có mẹ nào muốn sinh em bé nữa không? Thì các mẹ bảo có, xem cái này xong rồi lại muốn sinh em bé tiếp. Mà các mẹ thì mỗi mẹ đều có hầu như là đều có hai con rồi. Rồi là mọi người quay ra hỏi mình là thế bao giờ định có em bé nữa? Mình bảo là để cho các em lớn lớn một tí, cách nhau khoảng độ chắc là tầm trích khoảng độ 3 tuổi, 3 tuổi rưỡi. Tại vì là như mình thấy là cái khoảng cách giữa em sói với em trích này là hơi bị gần ấy. Mà đã thấy có cái gọi là hơi khó khăn một tí rồi. Vì là em sói bây giờ là chưa nói được, tức là hoàn thiện nói được cái suy nghĩ mà em ấy muốn diễn đạt ra là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em ấy cũng chưa hiểu hết được mẹ nói gì ấy. Em vẫn còn bé mà, em đang tập nói mà. Thế nên là để cho em trích lớn một tí, hiểu biết một tí thì mình lại có em nhá. Yeah. Và lần thứ ba nếu như mà mẹ sói trích mà có sinh đôi thì là thôi, thì là đủ quân số của nhà mình rồi con nhỉ. 4 em bé. Ba mẹ sói trích dự định là ít nhất là 3 và nhiều nhất là 4 mà. Và lý do vì sao mà mẹ sói trích nói là mẹ sói trích hy vọng là có sinh đôi bởi vì là ông nội sói là sinh đôi, nhà nội sói có gen sinh đôi di truyền. Wow. Con này chứ mà là cái lần này mà bầu em trích mà sinh đôi thì chắc là mẹ sói khóc luôn vì là em sói còn nhỏ quá con nhỉ. May quá. Mẹ Ruffy, mẹ ngủ trên giường này nhá, con ngủ trong lều nhá. Ok, say see ya. Ruffy, wave your hand. Turn over here. See ya. Bye. Bye bye. Who's naked? Who's naked here? Do you have a party there? Oh, a train dinner party. Isn't it that? Tối nay thì bà gọi pizza về. Bây giờ mới là 5:15 thôi. Thế nhưng mà hai ba con ăn tối sớm này. Mẹ sói trích với bà ngoại cũng chuẩn bị ăn tối luôn đây. Bây giờ là cứ ăn tối sớm con nhỉ. Sau đấy thì tắm rửa cho hai anh em, cho hai anh em đi nụ. Yeah. Yeah. Sói vừa nãy chắc là uống nước, ướt áo. Thế là ba cháu lột áo của cháu ra. Oh, finish. All done, Rafi? Oh, you still have your dinner here, honey. You need to sit and eat, Rafi. Raphael. That's rubbish. Rafi, rubbish. That's in the bin. Bin. Bin, daddy, please, bin. Bin. Okay. Finish your dinner. Finish your dinner. Hurry up. Din, din. Hang in. Uh-oh. What's wrong? Con tự làm mà. Plane. What? Plane. That's a plane, right? Come on. You need to make sure he eats that, babe, because... And then your plate's still here, honey. Nào con ngồi lên con ăn đi nào. Ba để ý cho con ăn đi. Come on. Come on. Daddy take care of you. Hurry up. Ooh. Sit up. Hurry up. Eat your din din. Tạp chí mua chấm.
Eat your dinner, okay? Finish your dinner and then you have shower and then we might go for a walk. If Rafi being a good boy, okay? Okay? Good boy. He's a good boy, Daddy. Zoe đang ngủ đấy con ạ. Zoe. Zoe said eat your dinner. Yeah. Zoe said you're a big brother. You're supposed to finish your dinner before me. You wanna see Zoe? You wanna have a look at Zoe? That's Zoe. Wow, big boy. Big boy, Din Din. Well done, Rafi. Kha như nào con nhỉ? Wow. Đấy. Con mở nhạc ở cái máy monitor của em lên làm em dậy rồi kìa. Nghe giọng em như mèo ấy. Meow. Meow. Nghe giọng em như con mèo con ấy con nhỉ? Meow. Ba bế em ra rồi. Ăn đi, con ăn đi nào. Rafael, you wanna go for a walk tonight? Would you like to go for a walk? Yeah? Yum. Úi dồi ôi, bôi tay luôn lên người ạ. Ăn xong lại quệt tay luôn lên người bà nhìn kìa. Đấy, úi dồi ôi. Khéo thế nhở. Giống ba thế nhở. Ba ăn xong là bôi luôn vào quần. Chó không có quần áo, chó bôi luôn vào da. Bôi luôn lên người thì chỗ nào mà không có dính là bôi luôn lên đấy. Thế này mà ở nhà, ở Việt Nam á, thì kiến bu vào cắn con ạ. Bờ ư. Rafi, can you say sorry mommy? Good boy. Đấy, em bây giờ biết nói xin lỗi mẹ rồi đấy ạ. Ba ba boo. Rafael, can you say sorry mommy? Thôi mẹ không bảo em nói nữa, để cho nó còn có hiệu nghiệm. Không lúc nào cũng bảo em nói thế, mẹ tưởng đấy là cái câu đùa thì chết. Tăng tăng. Sausage. Is that yum? Is that yummy? Yum yum. Water. Yeah, water. Mẹ Linh. Ôi dồi. Is that Zoe? Say Zoe, don't cry. Raphael. Mẹ Linh. Em ăn giỏi phết đấy chứ. Nha. Em ăn gần hết hai miếng pizza. Một miếng. Miếng này là miếng gì đây? Mẹ chẳng biết là miếng gì nữa. Chi tẩm bột à? Okay, sit down. I can see your belly button now. It's not nice. Sit down, please. Mẹ nhìn thấy rún em rồi. Ngồi xuống. Đúng rồi. Em ăn đi. Vừa đặt em xuống để ý định là ra đây ngồi ăn tối với bà thì hai ba con lại làm cho em dậy. Bây giờ là 5 giờ rồi. Mẹ vào tắm cho em luôn nhá. Lu la 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 la. Thôi mình vào tranh thủ tắm cho em chích luôn đây. Sau đấy thì là cho em ấy tu ti và đặt em xuống cho em ấy đi ngủ luôn buổi tối. Vì là nếu như mà bây giờ mà cho em tu ti mà không tắm cho em ấy thì em ngủ đến tận 9 giờ 9 rưỡi em mới dậy cơ. Lu la la. Mẹ vào tắm cho em đây. Con hồi ăn nốt đi nhá. Ok. Ăn nốt đi, ăn bánh nhiều nhiều không bà cho súp lơ này. Đấy, thấy chưa? Bà có súp lơ kìa. Wow. Ăn đi, con ăn đi. Đấy, cuối cùng thì là anh sói ăn tối xong, tắm giặt xong, em Trích cũng tắm giặt rồi. Và bây giờ thì ba con đang ngồi ngoài phòng khách để xem phim.
Em Trích thì đang nằm ở trên bụng ba ngáy khò khò. Còn mình với lại mẹ mình thì cũng vừa ăn tối xong, bà ngoại chắc là về phòng nằm nghỉ ngơi rồi. Bây giờ mẹ Sói Trích sẽ tranh thủ đi tẩy trang. Ngày mai là thứ bảy, ông bà nội Sói Trích đi du lịch về. Em Sói mấy ngày hôm nay rồi là cứ nhắc cứ hỏi là ông đâu, bà đâu. Sau đấy thì là ba có gọi điện thoại hình FaceTime cho ông bà. Sói nhìn thấy ông bà cứ gọi mãi Nana Papa, Nana Papa. Xong rồi nói là kiểu nhớ ông, nhớ bà ấy. Đại loại là rất là kiểu biết nịnh nọt. Bây giờ Sói là biết nịnh nọt rồi. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà Sói Trích thì chia sẻ vlog của nhà Sói Trích trên trang cá nhân của các bạn để ủng hộ kênh của nhà Sói Trích. Và nhà Sói Trích sẽ lại hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhé. Bye.